Mấy tháng nay, cộng đồng ở Long Mua Bê để sống, tin tức về Chu Du mỗi ngày một nhiều. Mấy công dân bắp ngô, có người bán chó, bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kẹt Hị. Ấy thế mà ngót nghiết đã hơn 2 tháng, chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ, tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ. Sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi, lão luyện. Nhưng từ khi lão hạt bán cậu vàng giống chó si ba của Nhật, tàu anh Vũ Kẹt Khỉ về, thì Bá Kiến không những không còn hóng hách như xưa nữa, mà trái lại, ngày nào cũng bị Vũ Kẹt Khỉ cho ti tua. Bá Kiến tức lắm, nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua, mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông giáo thứ vui mừng vội chạy sang nhà Bá Kiến. Cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẫn cho có chuyện. Ông giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu. Y là ông giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à. Mạng xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chuyến này anh Du về phải cho Vũ Kẹt Khỉ của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay lắm ông giáo ạ. Ừ, cụ cứu ý chí, chuyến này chắc rồi. Bá Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, tu vi cơn tình yêu. Mấy tháng nay, cộng đồng ở Long Mua Bê để sống, tin tức về Chu Du mỗi ngày một nhiều. Mấy công dân bắp ngô, có người bán chó, bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kẹt Hị. Ấy thế mà ngót nghiết đã hơn 2 tháng, chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ, tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ. Sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi, lão luyện. Nhưng từ khi lão hạt bán cậu vàng giống chó si ba của Nhật, tàu anh Vũ Kẹt Khỉ về, thì Bá Kiến không những không còn hóng hách như xưa nữa, mà trái lại, ngày nào cũng bị Vũ Kẹt Khỉ cho ti tua. Bá Kiến tức lắm, nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua, mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông giáo thứ vui mừng vội chạy sang nhà Bá Kiến. Cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẫn cho có chuyện. Ông giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu. Y là ông giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à. Mạng xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chuyến này anh Du về phải cho Vũ Kẹt Khỉ của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay lắm ông giáo ạ. Ừ, cụ cứu ý chí, chuyến này chắc rồi. Bá Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, tu vi cơn tình yêu. Cộng đồng ở Long Mua Bê để sống, tin tức về Chu Du mỗi ngày một nhiều. Mấy công dân bắp ngô, có người bán chó, bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kẹt Khỉ. Ấy thế mà ngót nghiết đã hơn 2 tháng, chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ, tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ. Sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi, lão luyện. Nhưng từ khi lão hạt bán cậu vàng giống chó si ba của Nhật, tàu anh Vũ Kẹt Khỉ về,
thì Bá Kiến không những không còn hống hách như xưa nữa, mà trái lại ngày nào cũng bị Vũ Kè khỉ cha ti tua. Bá Kiến tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông Giáo Thứ vui mừng và chạy sang nhà Bá Kiến. Cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẵn cho có chuyện. Ông Giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu. Y là ông Giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à. Mày xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chiếc này anh Du về phải cho Vũ Kè Khỉ của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay lắm ông Giáo ạ. Ừ, cụ cố ý chí, chiến này chắc rồi. Bá Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, to be continued. Mấy tháng nay cộng đồng ở Long mua vui vẻ sống, tin tức về Chu Du mỗi ngày một nhiều. Mấy con dân bắp ngô, có người bán chó bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kè Khỉ. Ấy thế mà ngót nghiết đã hơn 2 tháng chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ, sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi lão luyện, nhưng từ khi lão Hạc bán cậu vàng giống chó si ba của Nhật tàu anh Vũ Kè Khỉ về, thì Bá Kiến không những không còn hống hách như xưa nữa, mà trái lại ngày nào cũng bị Vũ Kè Khỉ cha ti tua. Bá Kiến tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông Giáo Thứ vui mừng và chạy sang nhà Bá Kiến. Cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẵn cho có chuyện. Ông Giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu. Y là ông Giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à. Mạng xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chiếc này anh Du về phải cho Vũ Kè Khỉ của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay lắm ông Giáo ạ. Ừ, cụ cố ý chí, chiến này chắc rồi. Bá Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, to be continued. Cộng đồng ở Long mua vui vẻ sống, tin tức về Chu Du mỗi ngày một nhiều. Mấy con dân bắp ngô, có người bán chó bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kè Khỉ. Ấy thế mà ngót nghiết đã hơn 2 tháng chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ, sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi lão luyện, nhưng từ khi lão Hạc bán cậu vàng giống chó si ba của Nhật tàu anh Vũ Kè Khỉ về, thì Bá Kiến không những không còn hống hách như xưa nữa, mà trái lại ngày nào cũng bị Vũ Kè Khỉ cha ti tua. Bá Kiến tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông Giáo Thứ vui mừng và chạy sang nhà Bá Kiến. Cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẵn cho có chuyện. Ông Giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu. Y là ông Giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à.
mạng xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chiếc này anh Du về phải cho Vũ Kè Kiện của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay, cay lắm ông giáo ạ. Ừ, cụ cứu ý chí, chiến này chắc rồi. Thái Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, to be continued. Mấy tháng nay cộng đồng ở Long mua vui vẻ sống, tin tức về chu du mỗi ngày một nhiều. Mấy con dân bắp ngô, có người bán chó bán con, chỉ mong anh Du về lấy lại được Kinh Châu từ tay Vũ Kè Kiện. Ấy thế mà ngót nghét đã hơn 2 tháng chưa thấy anh Du đâu, làm cho mọi người ai nấy cũng đều sốt ruột. Tội nhất vẫn là những người dân cày, có vàng thì không dám tiêu, gặp mua sĩ tiền tài cũng đành làm ngơ, không dám chiêu mộ, sợ anh Du về thình lình không biết lấy gì mà chiêu đãi. Trong làng có bà cụ Bá Kiến, ngày xưa khiết tiếng Tây ăn chơi lão luyện, nhưng từ khi lão Hạc bán cậu vàng giống chó Shiba của Nhật tàu anh Vũ Kè Kiện về, thì Bá Kiến không những không còn hóng hách như xưa nữa, mà trái lại ngày nào cũng bị Vũ Kè Kiện cho ti tua. Bá Kiến tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ngày trong ngóng anh Du. Hôm qua mọi người lại truyền tay nhau nội trong hai ngày nữa anh Du sẽ về. Biết tin ông giáo thứ vui mừng vội chạy sang nhà Bá Kiến: cụ bá ơi, anh Du sắp về rồi. Bá Kiến mặc dù nghe anh Du sắp về nhưng cũng không mấy tỏ ra phấn khởi, ngược lại chỉ nói nhẫn cho có chuyện. Ông giáo nghe ai nói vậy, mấy lần trước cũng sắp mà cuối cùng thì có thấy gì đâu, e là ông giáo lại nghe tin vịt nữa rồi. Lần này là chắc lắm rồi cụ à, mạng xã hội người ta đồn ầm lên cả rồi. Nay mai thôi anh Du sẽ về. Thật không? Thế thì tốt quá. Chiếc này anh Du về phải cho Vũ Kè Kiện của thằng Hạc biết thế nào là lễ độ. Mấy tháng nay nhà tôi như bát phở, lúc nào cũng có hành, cay, cay lắm ông giáo ạ. Ừ, cụ cứu ý chí, chiến này chắc rồi. Thái Kiến vui mừng làm điếu cày miệng không ngừng làm bẩm: mày không thoát đâu con trai, to be continued.